cuộc đời và tình yêu như một giấc mơ. Nó có thể đưa người ta đến tận cùng hạnh phúc và cũng mang người ta đến vụn vỡ của chia ly. Mới hôm qua, mình còn hạnh phúc bên nhau, thì hôm nay anh đã bảo với em rằng anh không thể yêu em đến suốt cuộc đời như anh đã từng nói. Vì sao thế Hồng Anh? Em chưa bao giờ nghĩ là có một ngày anh trở thành người xa lạ, bên anh đã là một người con gái khác. Khi không anh lại ngoái mặt làm nhớ, em tội tình chỉ anh bỗng hững hờ. Điều gì làm lỗi anh ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời, hãy dần hơn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là anh quên người khác sang giàu. Nghe lời em mới đêm trăng, kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phù sao. Trời ơi, thôi rồi một đoạn trà mi, con ông đã dò đường đi, con ông đã dò lối về. Trời ơi, yêu người người nở đổi thay, người cười đắng cay, yêu người nồng nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao, tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Một
lần xót xa tuôn trào thôi xin về không còn lần sau.